Xin chào tất cả các bạn, mình đang có mặt tại sân thượng của Lan Rừng Resort này các bạn. Hôm nay mình sẽ lên đây mình quay cho các bạn xem trên sân thượng của khách sạn có cái việc gì nha các bạn. Đây thì những cái bồn nướng đây để mình quay cho các bạn xem một cái đặc biệt mà xưa nay mình chưa có thấy ha. Nếu ở một cái nhà nhân dụng bình thường thì cái xài nước nóng năng lượng mặt trời thì các bạn thấy một cái bình với lại mấy những cái ống ấm đúng không? Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một cái hình thức nước năng lượng mặt trời như thế nào nha các bạn. Đây các bạn, những cái tấm pin này giống y chang là pin năng lượng mặt trời ha, nhưng mà tấm pin này là dùng cho nước nha các bạn. Đó, những cái tấm pin này là dùng cho ngành nước ha. Dùng cho ngành nước đây các bạn. Thì đây là cái nguồn nước ra này, nước nóng nó thường ở trên, nước nóng thường ở trên nó ra, còn cái nước lạnh á, nước lạnh thì ở đầu kia, nước lạnh ở đầu kia nó sẽ vô đây. Đây nước lạnh ở đầu kia kìa, ở đầu kia nó chảy, nó truyền từ từ nó qua đây ha. Cái nguồn nước lạnh nó sẽ qua đây nha các bạn. Nó qua đây thì cái tấm này nó sẽ hấp thụ nhiệt, nó hấp thụ nhiệt và nước nóng nó sẽ nằm ở cái trên đó, và bắt đầu cái này nó sẽ đẩy, cái lực nó đẩy thì nước sẽ nóng nó trên nó sẽ tràn xuống và nó đi theo cái hệ thống xài ha. Còn cái nước lạnh thì nó nằm ở mé dưới là nó cứ nó trồi nó đẩy lên nè các bạn. Đây nguyên cái dàn hệ thống này các bạn, giống y chang là pin năng lượng mặt trời á. Để mình qua bên kia mình quay cho nó theo cái chiều sáng cho các bạn xem nha. Đây đó, nãy mình đứng nó ngược sáng rồi đó, các bạn thấy chưa? Đây lúc đầu mình mới vừa lên đây mình tưởng là cái hệ thống này là hệ thống năng lượng mặt trời đó, nhưng mà cũng là năng lượng, nhưng mà năng lượng nước nóng nè các bạn. Có vành đó các bạn thấy chưa này. Cứ cái này nước lạnh là ở dưới nha các bạn, nhưng không phải là theo cái nhiều bạn cứ thử là cái nguồn vô là nó nằm ở trên cho nó chảy xuống không. Thì cái riêng hệ thống năng lượng mặt trên nước nóng á, là cái nguồn vô nó sẽ nằm ở trên, nguồn vô nằm ở dưới và nguồn ra nó sẽ nằm ở trên đây. Tất cả là các bạn thấy chưa, cái van này là van nước ha, nước khóa lại để ví dụ như sửa chữa gì đó mình khóa nó lại. Đấy, không? Mình khóa lại thì để mình sửa chữa nào đó. Thì đây có một cái tấm pin nó giống như hư, không biết có phải không hay là do xương thôi. Đây này các bạn, thì không biết ở phía dưới nó gì. Theo mình nghĩ thì cái những cái tấm này nó sẽ lấy hấp thụ nhiệt tốt hơn là những cái ống mà ở nhà dân dụng hay dùng đó các bạn. Đó. Đây cái hệ thống nước năng lượng mặt trời công nghiệp này các bạn. Đó, này là dành cho khách sạn resort, cái cho resort Lan Rừng nha các bạn. Đó. Đó. Để coi mình đếm thấy mấy giải nha. 1 giải này, 2 giải này, 3 giải, 4 giải, 5 giải. 5 giải năng lượng mặt trời thì mỗi giải là bao nhiêu tấm pin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hả? Một giải là 10 tấm pin năng lượng mặt trời nha các bạn. Một giải là 10 tấm. Thì đây là núi nè các bạn. Đây núi nè. Ở trên cái Lan Rừng này là có mấy cái pho tượng này các bạn, 4 pho tượng ở 4 góc đó các bạn. Đó, cảnh trời hôm nay rất là đẹp luôn nè các bạn. Trên này có hai cái chớp. Cảnh ở đây nè các bạn. Rồi đây là lợp ngói ha, lợp ngói bằng cây gỗ luôn nè các bạn, ngói bằng cây gỗ luôn nè. Bằng gỗ ha, ngói bê tông. Bằng cây gỗ chứ không phải là bằng sắt nha. Này là keo chống thấm này các bạn. Đây sẵn tiện đây mình nói á, những cái nhà nào mà làm sân thượng á thì nên dán gạch nha các bạn, dán gạch là gạch đá đó các bạn. Chứ còn nếu mà mình đổ bê tông vậy á, thì một thời gian nó sẽ bị nứt và cái tầng dưới chắc chắn bị thấm. Ví dụ như đây đó, những cái rãnh này để chảy nước nè, À, những cái rãnh này để chảy nước thì chắc chắn nó nứt rồi, nó sẽ thấm này, người ta chích tùm lum này các bạn. Chích này chích tạm thời thôi, móc ra ha. Anh đào anh móc ra rồi anh chích lại, sao nó dính được cái cũ với lại cái mới được. Keo mà nó còn lụt nó chi xi măng nè, keo nè, dán keo nè. Chích keo con chó gì đây, nó lột luôn nè. Mấy cái đường là anh khoét anh đào ra rồi để anh chích hồ dầu lại, nhưng mà hồ dầu nó càng nứt nữa, càng hồ mà càng nhiều nó càng nứt nữa. Nứt tá lả bên hết nè. Thì những cái nhà nào mà mình xài sân thượng là mình nên mua cái gạch đá mà loại gạch dụng á các bạn. Gạch mà nó trưng bày xong rồi nó còn lộn xộn xi bằng á, chứ không phải là dụng nát nha. Gạch lộn xộn á mình dán lên trên này thì gạch càng bự càng tốt, để nó giảm đi những cái ron cái kẽ đó. Thì những cái ron cái kẽ đó mình xử lý nó dễ hơn là nguyên cái mảng như thế này. Này chống thấm không nổi đâu, cái tường này là chống thấm bó tay đó. Rồi đây các bạn, mình sẽ quay cái cảnh biển cho các bạn xem nè. Đó, biển ở dưới đây, mình đứng ở trên sân thượng nha các bạn. Đây cái hệ thống nước này, cái hệ thống nước của resort Lan Rừng nha các bạn. Trời giờ này nắng khá là đẹp luôn các bạn, mây lên trời đẹp lắm, trời xanh mây. Ở đây các bạn, đây là hệ thống lạnh ha, hệ thống máy lạnh công nghiệp của Daikin nè các bạn. Hệ thống máy lạnh công nghiệp của Daikin trên khách resort Lan Rừng nha các bạn. Đây phía bên này thì khá là trống trải này các bạn, phía bên này khá là trống trải luôn. Đây mình sẽ quay cận cảnh chỗ cái pho tượng này cho các bạn xem nha. Pho tượng này là bằng xi măng nha các bạn. Đây, pho tượng là bằng xi măng đây các bạn. Pho tượng khá là to, khá là lớn luôn nè các bạn.